Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Điện lạnh Mai Chi. Thì hôm nay nhân tiện sửa chữa cái máy giặt Electrolux này thì mình sẽ làm cái video clip này để mình giới thiệu cho các anh em thợ cũng như là các bạn khán giả chúng ta cùng tham khảo về một số cái điều mới lạ của cái model máy giặt từ 11 cân, 13 cân trở lên thì nó có một số cái điểm khác thay đổi so với các model trước. Thì model mình đang giới thiệu ở đây thì nó là EWF14112 máy 11 cân inverter. Thì máy 13 cân thì nó cũng tương tự như vậy. Cái giao diện nó giống hệt như này luôn, 11 hay 13 thì nó giống hệt nhau. Thế thì thông thường như các bạn quen với các model máy từ 9 cân trở xuống ấy thì nó có sự gì bố trí các phím chức năng cũng như là các cái tính năng nó quen thuộc thì các bạn đã nắm được rồi. Thì tuy nhiên gặp phải một số cái những cái model hiện đại, máy khá là hiện đại thì nó có một số đặc điểm thay đổi thì chúng ta, một số anh em ta cũng chưa nắm được. Còn anh em nào đã nắm được rồi thì vui lòng bỏ qua cái video clip này của mình. Rồi, trước tiên thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là về cái tính năng. Thì theo như các bạn biết ấy, thì thông thường các loại mà có núm xoay chương trình giặt ở đây ấy, thì người ta sẽ giải tất cả các chương trình giặt của một cái máy ra đây. Đối với cái model này thì người ta không sử dụng cái núm xoay để chọn cái chương trình giặt, và người ta chỉ để có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái chương trình mà khách hàng thường xuyên sử dụng cơ bản thì người ta để ra ngoài này. Còn lại thì một số cái chương trình khác thì người ta ẩn đi. Chính vì thế mà khán giả, khách hàng sử dụng ấy, cũng như là một số anh em thợ chúng ta mới va chạm thì cũng chưa biết được là đối với cái máy giặt model như này thì làm sao để chúng ta chọn được cái chương trình vắt rời của nó, tức là tính năng spin ấy, là nó nằm ở đâu, chúng ta không biết chọn như nào. Thì trước tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cái tính năng chúng ta có thể chọn các cái chương trình ẩn của nó ở đâu. Rồi, đầu tiên mình sẽ cắm điện cho máy đã. Rồi, mình sẽ mở nguồn lên. Đó, việc đầu tiên là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái tính năng spin, tức là những cái chương trình ẩn, và đặc biệt là tính năng vắt rời hay gọi là tính năng spin nó nằm ở đâu. Thế thì ngoài các chương trình cotton và các chương trình mix hoặc là baby hoặc là quick, chương trình giặt quick chẳng hạn, thì các bạn biết ở đây rồi, ta sẽ bấm phím chọn luôn. Tuy nhiên là các chương trình ẩn thì nó sẽ nằm ở tích hợp ở một cái nút, các bạn nhìn thấy ở đây có một cái chữ nút more và hai cái mũi tên, tức là các chương trình mở rộng, more tức là mở rộng, thì các bạn sẽ bấm vào đó để chúng ta chọn các cái chương trình bao gồm này, delicate này. Đấy, các bạn thấy chưa, khi bấm vào đấy nó thêm một chương trình là delicate này, chúng ta này, bedding này, đấy, nó any saver này, tức là có rất còn nhiều chương trình khác nó nằm ẩn ở bên trong. Các bạn cứ bấm vào cái nút more này thì các bạn sẽ thấy là nó rin này, sau đến spin. Đó, khi các bạn bấm được đến chữ spin đây rồi thì đó chính là chương trình vắt rời. Đấy, thì các bạn cứ bấm vào cái nút more này, đấy các bạn thấy chưa, chúng ta cứ bấm lặp đi lặp lại thì trong này nó còn ẩn khoảng tầm 5 chương trình nữa, bao gồm delicate này, bedding này, energy saver này, rin này, spin này, đó ẩn khoảng 5 chương trình nữa. Đấy, thì các bạn muốn chọn chức năng spin vắt rời thì các bạn hãy bấm vào cái nút more này, sau đó chúng ta bấm nút khởi động thì các bạn sẽ thấy là gì, chúng ta đang thực hiện chương trình spin. Đó, đầu tiên là cái tính năng này là cái tính năng rất quan trọng và khách hàng cũng hay hỏi, và một số bạn chúng ta chưa va chạm thì cũng không thể biết cái chương trình này nằm ở đâu với cái model này. Thế đôi khi là chúng ta mày mò mãi nó cũng không ra, thì mình giới thiệu, mình chia sẻ và giới thiệu để bạn nào mà chưa biết chúng ta tham khảo thêm, còn bạn nào biết rồi thì chúng ta vui lòng bỏ qua nhé. Thế còn sau đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là cái model này thì nó có những cái gì mới lạ khác với các model trước mà các anh em ta nhiều khi đi sửa cũng không nắm bắt được, cũng không hiểu được nó là làm nhiệm vụ gì. Thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn đối với cái model 11 cân này, 13 cân này, thì thứ nhất là một số cái máy các bạn hãy thấy là nó có một cái công tắc gắn ở dưới cái đáy của máy giặt và có dây điện kết nối tới nó như này. Đó, thì đây là một cái công tắc người ta gắn ở phía đáy của máy giặt để làm cái nhiệm vụ là bảo vệ chống đổ. Đó, khi mà cái máy giặt của chúng ta mà nó giặt ấy, mà nó bị rung lắc quá, nó bị đổ máy hoặc là nó bị trượt ra khỏi cái bệ hoặc cái kệ kê ấy, mà trường hợp mà nó xảy ra bị đổ máy chẳng hạn, thì các bạn sẽ thấy là cái công tắc này nó sẽ bị đóng do quá trình cái máy nó đổ ra thì cái nắp đấy nó sẽ tác động lên cái miếng xốp này, và cái miếng xốp này nó sẽ nhấn vào cái công tắc, và mặc định khi công tắc này đóng thì cái bơm xả nó sẽ mặc định chạy luôn. Đây mình sẽ đóng cho các bạn xem. Đấy, các bạn thấy chưa, ở bất cứ trạng thái nào cái công tắc này mà đóng là cái bơm xả chạy luôn. Nó giống như kiểu một cái công tắc để đấu tắt mặc định ấy, và khi xảy ra bị gì bị đổ máy, cũng như là bị máy bị chạy bị trơn trượt ra khỏi cái bệ, dẫn đến nó bị sập xuống khỏi bệ, hoặc là cái kệ kê ấy, thì nó sẽ bị, công tắc này nó sẽ đóng và nó sẽ mặc định là sẽ bơm thoát nước các bạn nhé. Thì công tắc này nó làm nhiệm vụ là bảo vệ chống đổ. Đấy, các bạn thấy chưa, nó giống như cái quạt hộp ở để giường chúng ta thôi. Khi mà cái quạt hộp các bạn đạp đổ cái thì cái công tắc nó ngắt ra và quạt sẽ không còn chạy nữa. Đấy, các bạn thấy không, công tắc này mà nó đóng thì mặc định là cái bơm thoát nước nó sẽ bơm luôn. Rồi, đấy là cái vấn đề về cái công tắc. Cái với lạ thứ ba đó là cái máy này thì các bạn biết là nó có tới tận những ba cái bơm. Một cái bơm là thoát nước chính, hai cái bơm còn lại như thế này thì nó là một cái bơm dùng để tuần hoàn nước và tưới cửa luôn. Và cái bơm thứ một cái bơm là dùng để tuần hoàn cái nước đấy, và một bơm để tưới cửa. Hai bơm này làm như hai nhiệm vụ như vậy các bạn nhé. Một cái thì tuần hoàn cái nước giặt đó, có con thì nó còn làm tạo sóng siêu âm luôn. Đấy, tạo bơm giống như là tạo ra cái sóng siêu âm ấy. Rồi, bơm biếc thì đơn giản rồi. Mình muốn giới thiệu đến các bạn một cái hay nữa của cái máy này. Đó là khi các bạn đi sửa thì các bạn thấy tò mò là tại sao là cái máy này nó lại có ở trên cái thụt của nó ấy, một trong ba cái thụt của nó ấy, thì các bạn lại thấy nó có một cái dây điện nó cắm vào. Không biết nó làm nhiệm vụ gì đúng không ạ, và nó có quan trọng gì không. Thì mình giới thiệu cho các bạn là đây là một cái cảm biến trọng lượng, người ta gắn ở trên cái một trong ba cái thụt, và thường là sẽ gắn ở cái thụt gần nơi hai cái bơm là bơm tuần hoàn và bơm tưới cửa, thì người ta sẽ gắn ở đó. Thì cái này nó có tác dụng là gì, để kiểm tra cái trọng lượng đồ giặt, chứ nó không liên quan, nó không phải cảm biến rung lắc các bạn nhé. Một số bạn thì nhìn vào lại tưởng là cảm biến rung lắc người ta gắn ở đây, nhưng không phải, đây là cảm biến trọng lượng các bạn nhé. Và nó hoạt động như nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Thì cái cảm biến trọng lượng này thực ra người ta thiết kế là một cái cuốn dây đồng gắn ở trên cái thụt, thì khi các bạn thả đồ vào ấy, thế thì cái thụt của chúng ta nó sẽ bị nhún đúng không ạ, thì nó sẽ sinh ra cái điện cảm ứng. Và ở đây các bạn thấy là nó có một cái mạch điện gắn ở trên cái này đúng không ạ, và đây là cuộn dây đồng, các bạn nhìn thấy là cuộn dây đồng nó cuốn bên trong. Rồi, thế thì cái cảm biến trọng lượng này nó sẽ hoạt động như thế nào thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn. Là khi mà các bạn ở bất kỳ một cái chương trình giặt nào, ở bất kỳ một cái chương trình giặt nào thì các bạn mở cửa ra thì cái đèn cửa nó chiếu sáng lên, với điều kiện là các bạn phải mở cửa nhé. Đấy, các bạn không mở cửa thì nó không xuất hiện. Thì trên màn hình nó sẽ xuất hiện một cái ô để hiển thị cái trọng lượng đồ giặt đang có trong máy, và cái trọng lượng tối đa mắc, tức là cái trọng lượng mắc của cái máy nằm ở trên cái màn hình này. Thì các bạn thấy là các bạn phải mở cửa thì nó mới xuất hiện, còn các bạn không mở cửa, hiện tại như cửa đang đóng này thì các bạn thấy là gì, nó sẽ không xuất hiện đúng không ạ. Khi các bạn mở cửa này, các bạn sẽ thấy trên màn hình nó sẽ xuất hiện. Đấy, khi mình mở cửa thì các bạn sẽ thấy nó xuất hiện ở đây là 0.0 kg này, 11 kg mắc, tức là gì, hiện tại trong đồ lồng giặt là đang không có đồ, và trọng lượng giặt tối đa là 11 kg. Thế thì cái này khi nó hoạt động ấy, là các bạn thả đồ vào ấy, thì cái thụt nó nhún xuống, thì giống như việc các bạn đưa cái lõi kim loại vào trong lòng cái này, thì các bạn sẽ thấy là các bạn để ý cho mình là cái đồng hồ ở đây này, nó sẽ nhảy cái cân này, còn đây là mắc thì nó không nhảy này. Cái mắc là cái trọng lượng tối đa mà cái máy này giặt được, còn cái số bên cạnh này tức là cái lượng đồ giặt chúng ta đang có trong máy là bao nhiêu. Các bạn sẽ nhìn này, mình thả vật kim loại này. Đấy, các bạn thấy là 3 cân này, 4 cân rưỡi này. Đấy, các bạn thấy chưa, 9 cân này. Mình thả sâu xuống thì nó sẽ gì, 11 cân này. Và nó ghi là loading complete, tức là đã hoàn thành cái trọng lượng đồ giặt. Mình nhún lên này, mình đưa lên này, giống như kiểu việc chúng ta giảm bớt đồ đi này. Còn 1 cân này, đó, 2 cân, 1 cân. Đó, các bạn hiểu chưa. Thì đây là cái cảm biến trọng lượng đồ giặt thôi, nó không liên quan gì tới cái việc gọi là rung lắc hay gì của máy cả. Nhiều bạn nhìn vào cứ tưởng là cảm biến rung lắc. Đôi khi máy bị bệnh rung lắc thì chúng ta không kiểm tra cái việc là kê chắc chắn hay là những cái thụt của nó như thế nào, thì chúng ta cứ nghĩ là nó gắn trên cái thụt nó làm cảm biến thuốc lắc, chúng ta lại cậy ra chúng ta hí hoáy, có khi lại làm hỏng thêm. Cho nên mình chia sẻ để cho anh em nắm được cái công dụng của nó để làm gì, thì chúng ta biết đôi khi chúng ta tránh cái việc gọi là sửa chữa nó sai đường sai lối sẽ dẫn đến hư hỏng đáng tiếc. Rồi, các bạn đã hiểu được cái nguyên lý hoạt động của cái cảm biến chống rung này chưa ạ? Đây chính là cái cảm biến trọng lượng. Thì đây nó chỉ là cái cảm biến trọng lượng thôi các bạn nhé. Nó không có làm cái nhiệm vụ gì cả. Nó chỉ là cảm nhận được cái trọng lượng đồ giặt để cho khách hàng biết được là mình giặt cái lượng đồ như vậy nó phù hợp với cái máy hay chưa. Thì nó đảm bảo tránh được cái việc gọi là gì bị quá tải các bạn nhé. Rồi, ok. Như vậy là vừa rồi thì mình đã chia sẻ cho các bạn những cái điểm mới của cái dòng máy giặt, những model mới như này. Thì hy vọng là có thể giúp ích được một số anh em chúng ta mới ra nghề, hoặc anh em chúng ta chưa va chạm, cũng như là những khán giả nào mà khách hàng nào mà chúng ta còn thắc mắc không biết là nó ở đâu thì nó như thế nào, đặc biệt là cái chương trình mở rộng là cái tính năng Rin và Spin nó nằm ở đâu, không biết chọn như nào thì mình đã giới thiệu cho các bạn rồi. Thì mình cũng xin kết thúc cái video hướng dẫn ở đây, chia sẻ ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi các video clip này của mình, và xin chúc tất cả các bạn chúng ta thành công, và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video chia sẻ tiếp theo của mình. Thân ái chào các bạn.